không hổ là mạt pháp kiếm thần. Nam Thiên Môn, ngươi còn có thể nhìn được bao lâu chứ? Ở Nam Thiên Môn, Nam Thiên Môn, ngươi còn không cho đệ tử đồ tôn của ngươi đi ra thì sẽ bị ta đồ sát tất cả. Hay là ngươi sợ rồi? Mạt pháp hả? Tham kiến Nam Thiên Đại Nhân, tham kiến Sư Tôn. Ta muốn khiến tất cả mọi người của phiến thiên địa này nhìn rõ đối đầu với ta sẽ có kết cục gì. Ngỗng cuồng, chịu chết đi. Dạng ngàn ma đạo tập trung ở thân ta, hư vô không tồn tại, một kiếm diệt thần. Ngu muội, lẽ nào ngươi không rõ ở đại lục Thương Lam này bất luận cấm thuật, thần thuật hay pháp bảo ở trước mặt ta đều không đáng nhắc tới hay sao? Vô thiên đạo đài, đó là lưới khổng lồ do lực lượng quy tắc võ đạo kết lại mà thành. Tiền bối đã bị áp chế hoàn toàn rồi sao? Nam Thiên Thần Địa, dám hỏng hách với Sư Tôn thiệt là không biết sống chết. Mai pháp, từ trước đến nay ta đều chưa từng chi cứu sự khiêu khích của ngươi, nhưng hôm nay ngươi nếu dám gõ chuông thám thiên, vậy thì ta chém đứt đầu của ngươi, treo nó mãi mãi ở trên núi Phích Thượng. Tất cả kẻ nào cả gan dám đối đầu với Nam Thiên Thần Địa ta đều chỉ có một con đường chết thôi. Nam Thiên Môn, ngươi cho rằng ngươi có thể điều động được lực lượng quy tắc võ đạo thì ta không thể làm gì được ngươi sao? Cho ngươi chiêm ngưỡng một chút đi, tu luyện chân đế ta nắm giữ đây. Tu luyện chân đế hả? Nghe nói tu luyện chân đế mạnh tới mức độ nhất định thì có thể đánh tan quy tắc võ đạo. Xem ra tu luyện chân đế của mạt pháp kiếm thần mạnh hơn chủ nhân của Nguyên Đạo Thiên Sơn. Sẽ có một ngày mình cũng nắm giữ tu luyện chân đế của riêng mình. Nam Thiên Môn, bảy kiếm nè, là chém thay cho cô đó. Đây lễ nào thức sát đồ tiên kiếm trận hả? Nực cười, lực lượng hiện nay của ngươi chỉ tương đương 50% thực lực của phi diệt ngày xưa. Cũng dám cuồng vọng đả kích ta sao? Tự tìm đường chết nè. Thất sắc đồ tiên trận của ngươi có tiếng tâm lẫy lừng hơn nữa, ở trước mặt ta cũng chỉ là hổ giấy mà thôi. Tiền bối, chỉ là một kích mà thôi, Nam Thiên Môn, vậy mà mạnh như vậy sao? Mai pháp, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hôm nay nếu ngươi thần phục ta, ta có thể không tính toán chuyện cũ mà thu nhận ngươi làm truyền nhân. Truyền nhân sao? Năm đó ngươi giết cô ấy, diệt tộc nhân của cô ấy, hiện nay còn muốn thu ta làm truyền nhân sao? Nam Thiên Môn, ngươi coi ta là đám thủ hạ hèn hạ khom lưng uống gối dưới trướng của ngươi hả? Một nữ nhân võ thánh cảnh cỏn con và gia tộc sau lưng nàng ta mà thôi, giết thì giết thôi chứ sao nữa. Nếu ngươi trở thành truyền nhân của ta, muốn bao nhiêu hồng nhan chi kỷ khô tay là có được. Nam Thiên Môn, ngươi thiệt là quá đáng thương. Cho dù ngươi sở hữu lực lượng mạnh mẽ hơn nữa, ngươi chỉ là một khí linh, một tiên thai tiên thiên, mãi mãi không hiểu nhân tập bọn ta. Tìm chết đi. Nam Thiên Môn, ngươi cho rằng kết thúc như vậy sao? Cửu cửu quy duyên, tam kiếm hợp nhất. Lẽ nào Cửu Châu kiếm thần và Nhật Nguyệt kiếm thần đều là phân thân của mạt pháp kiếm thần sao? Ba người này đều là nhân vật phong dân cùng một thời đại, không ngờ bọn họ về mà là một người hả? Ta nguyện hiến tế tất cả tuổi thọ đổi lấy lực lượng vô thượng. Giúp ta đánh một trận đi. Mạt pháp, ngươi điên rồi. Không sai, ta chính là tên điên. Ngươi chọc ai không được lại cứ muốn chọc ta. Trần Nam, ngươi nhìn rõ đi, đây chính là món quà chứng đế ta dành cho ngươi. Nguyên hồn thiên tiên, chí đạo nhất kiếm. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây.
Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.